Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của shop Mẹ Bé Thị Thảo. Và trong video ngày hôm nay, Mẹ Bé Thị Thảo đang đứng ở tại kệ sữa của shop và sẽ tiếp tục làm một video review về sữa công thức cho ông bố bà mẹ của chúng ta. Đối với tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng cộng với thời tiết thay đổi giao mùa, các bé thường xuyên bị ốm vặt, các bé bị cúm. Và mỗi lần các bé ốm thì các bé dẫn đến tình trạng sụt cân và ông bố bà mẹ của chúng ta lại phải chăm sóc lại từ đầu. Và chính vì vậy mỗi ngày shop Mẹ Bé Thị Thảo nhận được rất nhiều câu hỏi của ông bố bà mẹ hỏi rằng sữa công thức nào vừa giúp cho bé tăng cân, tăng miễn dịch đấy, và được nhiều ông bố bà mẹ chọn lựa. Chính vì vậy thì ngày hôm nay Mẹ Bé Thị Thảo sẽ làm một cái video review về top 3 sữa công thức giúp cho bé có miễn dịch khỏe mạnh, giúp cho bé tăng cân và được bán chạy nhất trong mùa dịch này nhá. Ông bố bà mẹ hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để chọn ra dòng sản phẩm sữa phù hợp cho con yêu của mình. Sau sản phẩm sữa đầu tiên mà Mẹ Bé Thị Thảo giới thiệu trong video ngày hôm nay đó chính là sữa Clot Baby, một trong những cái dòng sản phẩm sữa bán chạy nhất tại shop Mẹ Bé Thị Thảo. Và Clot Baby đang đứng top đầu về cái số lượng bán hàng đi của shop Mẹ Bé Thị Thảo đấy ạ. Đối với cái điểm ưu lớn nhất của dòng sữa Clot Baby này đó chính là sữa non Clot IGG 24 giờ. Chúng ta nhìn vào trong lon sữa chúng ta sẽ thấy này, đối với sữa non Clot IGG 24 giờ này, nó được nhập khẩu độc quyền ở bên Mỹ và nó là dòng sản phẩm sữa có dinh dưỡng cao nhất so với những sữa công thức thông thường. Đối với cái sữa non Clot IGG 24 giờ này thì mình sẽ phân tích sơ qua cho ông bố bà mẹ của chúng ta dễ hiểu hơn nhá. Sữa non Clot IGG 24 giờ là sữa non được lấy từ sữa bò mẹ sau sinh 24 giờ. Và đối với cái sữa, cái dinh dưỡng mà trong 24 giờ sau sinh của bò này này, nó sẽ có cái dinh dưỡng cao nhất, nó sẽ mất dần theo thời gian. Chính vì vậy thì khi mà ông bố bà mẹ của chúng ta bổ sung được cái dinh dưỡng này cho con thì sẽ giúp cho bé có đề kháng tốt nhất. Và sữa Clot Baby đã đưa được cái hàm lượng sữa non Clot IGG 24 giờ này vào trong sữa công thức. Chính vì vậy đây chính là cái điểm vàng để giúp cho bé có một đề kháng tốt. Khi bé dùng sữa thì tiếp xúc với thời tiết, môi trường bên ngoài, bé sẽ có một cái đề kháng tốt và ít ốm đau hơn. Đến với cái điểm ưu thứ hai của dòng sữa Clot Baby này, đó chính là về lên cân. Cái hàm lượng chất đạm, chất béo, canxi, dinh dưỡng ở trong sữa này nó hỗ trợ lên cân cho bé rất là tốt. Bên cạnh đấy thì nếu mà chúng ta muốn tìm về tiêu hóa, Clot Baby cũng là một cái điểm ưu về tiêu hóa. Khi nó bổ sung thêm dưỡng chất đó chính là 2FLHMO này, nó bổ sung thêm lợi khuẩn này, nó bổ sung thêm chất xơ FOS để hỗ trợ về tiêu hóa cho con. Và với ông bố bà mẹ nào mà có con ngủ không ngon giấc, khi mà chúng ta dùng Clot Baby nó bổ sung thêm lượng chất lactium giúp cho bé ngủ ngon hơn. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái thành phần ở lon sữa, chúng ta sẽ thấy là sữa Clot Baby nó chứa đầy đủ tất cả những cái khoáng chất như canxi này, phosphor, magie này, và những loại vitamin như A, vitamin A, D3, E, K1. Đấy, nó rất là nhiều những cái khoáng chất vitamin. Ngoài ra thì nó còn bổ sung thêm acid folic để giúp cho bé phát triển toàn diện nữa. Đấy là sơ qua một chút về dòng sữa Clot Baby này. Và trên thị trường Việt Nam hiện tại thì chúng ta có thể là chọn cho bé những dòng Clot Baby phù hợp. Hiện tại thì nó có 3 dòng nhá. Clot Baby Gold này là nó dành cho bé lên cân này. Clot Baby Bio này nó dành cho bé về tiêu hóa. Và Clot Baby IQ nó dành về cho trí não của bé. Và đối với công ty sữa Vita Dairy, dòng sữa Clot Baby nó thường xuyên có những cái chương trình chạy những cái phần quà rất là lớn cho ông bố bà mẹ của chúng ta. Cụ thể nhất thì hiện tại nó đang có chương trình là Sun SH và vàng. Tức là chúng ta chỉ cần là tải cái phần mềm Vita Dairy, sau đấy thì chúng ta check cái mã code ở dưới đáy lon và chúng ta nhập cái mã muỗng ở trong lon sữa và là chúng ta đã có cơ hội săn SH và vàng rồi. Đấy là một cái cơ hội cho ông bố bà mẹ của chúng ta, đúng không ạ? Và mình đã review sơ qua về cái dòng sữa đầu tiên trong video ngày hôm nay, đó chính là sữa Clot Baby. Đến với dòng sản phẩm sữa thứ hai trong video ngày hôm nay, đó chính là sữa Blackmore. Dòng sữa Blackmore cũng được rất là nhiều ông bố bà mẹ chọn lựa. Và đây là cái dòng sản phẩm sữa đến từ Úc. Và cái điểm ưu lớn nhất có sữa Blackmore đó chính là lên cân nhờ cái dưỡng chất, đó chính là Infat. Và khi mà bé sử dụng cái sữa Blackmore này thì cái nhờ cái dưỡng chất Infat này nó hỗ trợ hấp thụ rất là tốt cho con để giúp cho bé lên cân. Đấy, và khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng thành phần thì nó cũng chứa đầy đủ những cái dinh dưỡng, những cái khoáng chất này. Đấy là dòng sản phẩm sữa thứ hai trong video ngày hôm nay. Và dòng sản phẩm sữa thứ ba thì chắc chắn khi mà mình đọc về tên thôi là ông bố bà mẹ của chúng ta sẽ biết về sữa này, đó chính là sữa Aptamilk của Úc. Đây là thương hiệu rất là nổi tiếng và chắc chắn là ông bố bà mẹ của chúng ta cũng đã từng nghe tên rồi, đúng không ạ? Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam
và trên thế giới. Đây là Aptamil Úc. Thì đối với cái dòng sản phẩm Aptamil này thì nó có một cái điểm ưu lớn nhất, đó chính là nó bổ sung thêm probiotic. Đây là một cái dạng men hỗ trợ vào trong hệ tiêu hóa cho con này, hỗ trợ trong việc hấp thụ này, hỗ trợ trong bé trong việc tiêu hóa này. Thì khi mà chúng ta dùng sữa Aptamil vào thì nó sẽ hỗ trợ hấp thụ cho con, thì chắc chắn là bé sẽ lên cân rất tốt. Và khi chúng ta nhìn vào bảng thành phần, sữa Aptamil nó cũng chứa đầy đủ tất cả những cái khoáng chất, những cái vitamin cần thiết cho con, và nó cũng hỗ trợ phát triển trí não cho bé. Nó cũng chứa đầy đủ 5 loại nucleotide để giúp cho bé phát triển toàn diện. Và ngày hôm nay thì mẹ bé Thị Thảo đã review cho chúng ta về top 3 sản phẩm sữa tăng miễn dịch, tăng cân và được bán chạy nhất trong cái mùa dịch này. Mong là cái chia sẻ này của một số mẹ bé Thị Thảo sẽ giúp cho ông bố bà mẹ của chúng ta chọn được một cái dòng sản phẩm sữa công thức phù hợp với bé yêu nhà mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi với số mẹ bé Thị Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.